Rồi hiện tại em đang lên bò giao khách nè cô chú chị. Đó là mấy cái lô bò đực tử em lại đăng nè. Đó, một cặp B 33 triệu nè. Đực đó, cặp đực 35 triệu. Đó, nhưng đực BB 19 triệu nha. Bò cái ấy bò đực 13 triệu. Đi nguyên lô luôn. Bò mới lên trưa qua nè, bên lịch khổ nấu luôn. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của hai con đực ha. Đó, hai con đực và một con bò cái đó, kiểu mẫu nuôi của chú chị đó. Thì trong đây thì có một con bò cái pháp kem đó, kiểu mẫu nuôi đó, kiểu mẫu để mình làm giống sinh sản của chú chị. Từ tướng tá dáng dốc khắp mình thì nó không chê chỗ nào luôn đó. Và một con bò đực cọp đó, và tiếp theo một con bò đực baby bông. Thì nói chung thì em phân giá là một con bò cái này thì một giá ha, còn hai con đực đó thì một giá của chú chị. Đó, thì con bò cái này thì lụng 7 tháng tới 7 tháng rưỡi tuổi nè. Đó, 7 tháng tới 7 tháng rưỡi tuổi, chiều cao là 1m16 tới 1m18 bò. Đó, em lấy con này thì từ tướng tá dáng dốc chân móng cắp mình đó, không chơi chỗ nào luôn của chú chị. Đúng thì đúng chiên, chân móng thì chân móng sò, xương sóc thì rất to. Đó, thì con bò cái này thì chủ nhà bán giá là 16 triệu. Đó, 16 triệu là bao ship ha. Đó, bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn trong vòng 28 số. Đó, thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại dưới màn hình. Đó, em nói từ tướng ba dáng dốc cấp mình, em nói con này thì sao lên tầng nhất tầng độ luôn nè cô chú chị. Em nói xương sóc nó thì khỏi nói luôn, không chơi chỗ nào luôn. Đó, thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Thì nói chung thì con bò này thì bán cũng cò giá B cô chú chị. Đó, con bò cái ngang cái dàn thùng nữa thì khỏi nói luôn. Đó, F1 kiểu muốn nuôi. Đó, thì con cái này giá là 16 triệu nè. Đó, 16 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn. Đó, và một cặp đực thì cặp đực này em báo giá chung ha. Đây, một con đực cọp nè quý chú chị. Đó, một con đực cọp và con đực baby bông. Hai con này thì em nói thì binh lực thì khỏi nói luôn, tích nở dài nở, tướng tá cấp mình, xương sóc là chân móng là chân móng sò, xương sóc thì rất to. Đó, chân móng sò xương sóc rất to đó cô chú chị. Đây, con cọp nè. Đó, thì con cọp này thì lụng cũng 7 tháng tới 7 tháng rưỡi tuổi rồi. Đó, còn con kia thì nó lụng khoảng 6 tháng rưỡi tuổi, con bò B thì lụng 6 tháng rưỡi tuổi. Con cọp này thì chiều cao là 1m14 tới 1m16 bò. Đó. Còn con bò B thì 1m1 tới 1m12 bò của chú chị. Bò thì chân móng hoàn thiện, không ốp xe là xuống rúng ruột gì. Đó, thì cặp đực này thì giá là đó, hai con đực này em báo giá chung ha. Đó, giá là 29.500. Đó, 29.500 là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn trong vòng 28 số. Đó, thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại nó trong hình. Đó, giá này thì giá chốt luôn, không còn thương lượng nữa nghe cô chú chị. Đó, em nói từ tướng tá dáng dốc cấp mình thì nó không chê giống nào luôn cô chú chị. Con nào cũng thấy nè. Đây, con đực cọp tướng tá cấp mình nè cô chú chị. Em nói nó dài đòn thì khỏi nói luôn. Đó, nó dài đòn dữ dằn luôn cô chú chị. Đó, chân móng xương sóc thì rất to, mặt mày thì nói chung thì rất khéo luôn. Còn con ba B thì binh lực khỏi nói. Đó, con ba B này binh lực nè, tướng tá cấp mình nè. Đó, thì cặp đực này giá là 29.500. Đó, 29.500 là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn trong vòng 28 số. Đó, thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại nó tâm hình. Thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó, nói chung thiệt ưng mình không mua ha. Đây, cặp chân cẳng con đực ba B này của chú chị, chân sau nè đúng nè, chân trước nè, bao chân móng hoàn thiện luôn. Đây, cái dần đít của nó nè, đó cái dần dai nè của chú chị. Em lấy cái lưng nó hủng dính giữa luôn đó, dai là dai đôi đó, con ba B này dai là dai đôi nè. Đây, dần dai nè đó của chú chị, thấy cái dần đít nè, nó bao bê bông ha, đít thì khỏi nấu luôn. Tướng tá cấp mình thì rất dài đòn luôn, hai con đực này rất dài đòn luôn cô chú chị. Đó, tướng tá cấp mình ba B nè, đó chân móng nè. Đó, cặp đực này giá là 29.500. Đó, 29.500 là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn trong vòng 28 số. Đó, thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại với tổng hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp nha. Đó, em lấy cái lô bò này cái giá cặp đực này giá rất yêu thương luôn cô chú chị. Đó, mặt mày ba B nè. Đó, em nói hai con đực này mặt là mặt cục một bự không. Đây, lưng đít của con cọp nè, mặt mày nè, cọp này đầu trụi luôn.
Đó, con cọp này đầu thì đầu trũi của chú chị. Mà em lấy con cọp xương sóc thì khỏi nấu luôn. Đó, xương sóc rất to. Được con cái thì nó dài đòn hết biết luôn. Đó, con cọp này nó dài đòn, cái đòn của nó khỏi nấu luôn của chú chị. Nó dài đòn dữ dàng luôn á. Đây, chân móng nè. Đó, chân móng là chúng chân móng sò ha. Đít nè. Đít nở dài nở. Đó. Đó, cặp đực này giá 29.500 nè. Đó, 29.500 là bao ship ha. Đó, còn con cái nè, nói chung tòi chứng mưa nè. Đó, con cái này giá là 16 triệu là bao ship luôn. Nhưng mà con cái này em nói xương sóc là không chơi chỗ nào luôn cô chú chị. Chân móng nè, mấy con này là sao này, không có sợ móng móng cua, móng dép gì ha. Em nói xương nó hết biết luôn, nhằn rúng rồi rúng chiền. Con cái này có bông nè cô chú chị, bông bụng nè. Có bông rúng á. Đây, chân trước nè. Lưng nè. Đó, xe lưng thì nghiêm chỉnh nè, mặt thì mặt bự nè. Đó, xe mặt thì nghiêm chỉnh ha, nhưng mặt nó thì hai sái mỏ. Đó, cổ thì cổ vắng, cổ rô, cổ dàn đít của nó thì khỏi nói luôn cô chú chị. Đó, đít nè. Đó, giá là 16 triệu. Con này em nói chung thì bán muốn cọ cọ thằng B luôn cô chú chị. Qua thì qua to. Đó, cái qua của nó hết biết cái qua không? Đây vú nè, vú thì 4 vú nè. Đó, rúng thì rúng chiền, vú thì 4 vú. Tướng tá cấp mình này, cổ thì gỗ vắng, cổ rô. Đó, thì bà con nào ưng thì mình không tới mua kỹ đi. Nói chung thiệp ưng mình không mua ha. Thì trước khi hình em cũng thương lượng sức giá bà con mình hết rồi. Đó, còn cặp đực đó giá là 29.500. Rồi để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó, con mẹ thì con mẹ bô xin này của chú chị thì hiện tại nó đang giữ con đực kem. Đó, thì con mẹ này hiện tại đang giữ con đực kem này thì lứa thứ ba nè. Đó, con thì mới có 2 tháng rưỡi tuổi của chú chị. Đó, con mẹ thì nói chung thì dòng bô xin, mẹ tàn sát nhất luôn. Con mẹ thì em đo là chiều cao 1m38 tới 1m4 bò ở phía sau sân khu đó, 1m38 tới 1m4 bò ha. Đó, nhưng nói chung thì mẹ con này cái giá thì nói chung thì rất yêu thương luôn. Đó, thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con thì liên hệ số điện thoại để tâm thân. Đó, thì bộ mẹ con này không hay nữa. Đó, thì bộ mẹ con này chủ nhà bán giá là 22.500. Đó, 22.500 là bao ship luôn. Em nói mẹ con này cái giá thì rất yêu thương luôn cô chú chị. Đó, mẹ con này nói chung thì mình mua về là nuôi tháng nữa là mình lời chắc luôn nè. Đó, còn con thì tháng nữa mình bán cũng có 10 mấy triệu rồi. Đó, 10 mấy 20 triệu rồi. Đó, còn mẹ thì nói chung thì đâu còn nhiều tiền đâu. Đó, nhưng mẹ thì tàn sát nhất luôn. Thì mẹ con em quan sát là chân móng hoàn thiện, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì cô chú chị. Đó, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Con đực nè, con đực mới 2 tháng mấy tuổi nè cô chú chị. Đó. Đó, con đực nè. Thì đối với những bộ mẹ con mà đã rầu thì bên em bán sẽ bao lỗi cô chú chị trong vòng 3 tháng. Đó, nếu về có lưu ý trục trặc thì bên em thâu bò về. Hoàn thiện bò thì xe đủ cho cô chú chị mình luôn. Đó, con thì nói chung thì nó cũng không tàn không xương thì rất lớn luôn đó cô chú chị. Đây con mẹ nè. Đó, con mẹ thì xe mặt ở tên thì nghiêm chỉnh nha. Đó, xe mặt ở tên nghiêm chỉnh, như ngày miếng mắt qua con sái đó của chú chị. Còn xe lưng nó thì nghiêm chỉnh luôn. Thì con mẹ này mé bên đây nè, nó có cái hơi chút điểm mi ha. Nói chung thì giờ mình cấy ra cũng dùng bò bê. Đó, dùng bò bê, dùng kem không à. Bây giờ ba cái điểm mi sái tích ta cũng nhâm chế rồi của chú chị. Đó, con mẹ nè, mẹ cái dàn ngang của nó nè. Đó, mẹ thì nó thùng dạo dàn ngang rất lớn luôn, chừng nè. Đó, chân móng nè cô chú chị. Đó, chân trước nè, rúng nè. Vú thì em quan sát thì mẹ thì 4 vú lớn với con vú đeo, 2 vú đeo vậy cô chú chị, rúng yếm nè. Được con cái thì mẹ này tàn sát lớn lắm. Chung trong đây thì nó cũng hơi chá chá nè, thì bà con mình chịu cực xem kỹ kỹ giùm em ha. Thì bà con nào ưng thì mình sẽ tua tới tua lui mình xem kỹ kỹ đi. Đó, thiệt ưng mình không mua ha. Đó, mẹ con giờ có 20 mấy triệu à, 22.500 à. Đó, mà 22.500 là bao ship luôn. Đó, thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại với tầm hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Mẹ thùng dạo rất lớn luôn, mẹ thì nói chung thì nằm về tàn sát nhất thì cô chú chị. Đó, mẹ dần ngang nè. Đó, cái ngang đó nè. Đó, hết biết cái ngang không? Con nè. Đó, mẹ con về có 20 mấy triệu à. Đó, 22.500 là bao ship cho cô chú chìm tới nhà luôn. Đó, thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại với Tùng Hình.
tướng ta cấp mình nè. Đó. Đó thì em kênh sang nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò vú béo bò sinh sản qua 2 khung giờ của ưng thì điện cho em ha. Đó, tướng ta cấp mình nè. Đó, con đang bú luôn cô chú chị. Đó, con đực này. Đực cung tàn cung xương thì rất lớn luôn. Đó thì nói chung thì bà con mình bỏ ra mấy chục triệu để mua cặp bò về mình làm giống sinh sản đó, hoặc mình nuôi vú béo mà, thì bà con mình có quyền lựa ha. Lựa tới lựa luôn cho kỹ đi. Nó thiệt ưng mình nó mua ha. Con đực cái dài này, dài cũng dây đôi cô chú chị. Đó, dài cũng dây đôi nè, đực cái lưng. Này. Đó, đít nè. Đó. Tướng tá cấp mình. Đó thì hình ảnh về giá cả của bộ mấy con này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chìm rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mấy con liên hệ số điện thoại để truyền hình. Đó, giá là 22 triệu là bao ship cho cô chú chìm tới nhà luôn, dùng 200 số ha. Rồi để bây giờ tiếp tục cái ý 22 triệu 500 quên nữa. Rồi để bây giờ tiếp tục cái video đăng ngắn ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đăng ngắn ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó, con mẹ thì mẹ siêu đỏ nè cô chú chị, con mẹ siêu đỏ thùng dạo thì nó khỏi nói luôn. Đó thì hiện tại thì đang giữ con đực 3B. Đó, con đực 3B em nó mát sữa thì giữ dằn luôn cô chú chị. Đó, con đực thì mới con tháng tuổi à, thì con mẹ này thì hiện tại đang giữ con đực này thì đó, đang giữ con đực này thì lứa thứ ba. Đó. Con thì mới con tháng tuổi nhưng mà em nói con nó mát sữa thì khỏi nói luôn cô chú chị, từ tướng tái dáng dốc cấp mình nè. Đó, còn con mẹ này nó thùng dạo nè. Em nói cái dàn ngang của con mẹ này thì hết nó nổi luôn. Nó vú yếm rúng yếm gì ha, vú thì thòng không tới đầu gối luôn. Đó thì nói chung thì tiền nào của nấy của chú chị. Những con mẹ thì nói chung thì nó đẻ con ra tốt mát sữa. Đó, tốt mát sữa thì giá tiền nữa thì nói chung thì khác ha. Chứ không phải như tiền mà như mẹ thì tính thịt con tính bê đó không có của chú chị. Đó, những con bò kiểu bò mẫu, đó bò mà đẹp thì giá tiền nó khác. Đó thì bộ mẹ con này thì chủ nhà bán giá là 38 triệu. Đó, 38 triệu là bao ship cho cô chú chìm tới nhà luôn trong vòng 200 số. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại nữa thông hình. Đó, như con em nói con mẹ thì rất tốt luôn cô chú chị. Con mẹ thì lông da bóng giận luôn, để con mát sữa dữ dằn luôn. Đó, con mẹ thì em quan sát dằn rúng thì rúng chiền, chân móng thì chân móng sò. Thì nói chung thì con mẹ này thì nói chung thì những con bò mà thùng dạo thì nó không cao hung của chú chị. Đó, những con mẹ thùng dạo thì nó không cao hung, nhưng được con cái dàn thùng với dàn ngang nó tiệm nó hết nó nổi luôn. Đó, con mẹ này chiều cao là từ dao động 1m3 tới 32 bò. Đó, 1m3 tới 1m32 bò. Đó, lông da bóng giận luôn, nhưng mà được con cái thì nó đẻ con ra dùng siêu đẻ con ra thì không chê chỗ nào luôn. Đó, rất mát sữa luôn cô chú chị. Đó thì bộ mẹ con này giá là 38 triệu, 38 triệu là bao ship cho cô chú chìm tới nhà luôn, tôi dùng 200 số ha. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em. Thì những bộ mẹ con mà đã rồi như thế này thì bên em bán cho bao lội cô chú chìm trong 3 tháng. Đó, nếu gì có lú hí trục trặc thì bên em phải thâu bò về, hoàn tiền bò tiền xe đủ cho cô chú chị mình luôn. Đó thì bà con mình ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó, nói chung thiệt ưng mình không mua ha. Thì trước khi hình thì em cũng thương lượng sức giá bà con mình hết rồi. Đó thì nói chung thì tiền nào của nấy của chú chị. Đó, tiền nào của nấy thì những con bò đẻ ra con tốt mát sữa thì giá tiền nó khác. Đó, chứ mình không có bị những con bò mà đẻ nóng sữa đâu con, nó khác của chú chị. Đây, con nó mới 1 tháng mà em nói cái lưng. Đó, nó mát sữa nè, da nó dùng luôn, mặt mày tướng tá cấp mình. Này. Chân móng thì hoàn thiện luôn. Đó, còn mẹ thì phần chân móng nè. Đó, dàn rúng nè. Đây, cái bù vú thì hết nó nổ cái dương vú nữa nè. Đây, chân sau nè, cô chú chị. Thì em quan sát thì con mẹ này thì cái mặt thì không có ha. Cái lưng thì nó hơi tròn bị dai. Nói chung thì dòng bò lai về sái tích thì người ta cũng chăm chế được cô chú chị. Đó, chủ yếu là đẻ con nó mát sữa. Nhưng em nói con mẹ cái dàn ngang cũng nó thì hết nó nổi luôn. Đó, thùng dạo cái dàn ngang thì không... không nói nổi con mẹ cái dàn ngang thùng dậu nó rồi đó, mẹ tướng tá thùng dậu cấp mình. Mẹ này nói chung thì bò này là bò kiểu bò mẫu luôn cô chú chị. Đó thì bà con mình nếu mà mua bò về để làm giống sinh sản thì mình lựa những con mẹ để con mát sữa gì nè cô chú chị. Đó, con mới con tháng tuổi mình nên hết nó bằng ta 1,5 tháng luôn. Đó, nó mát sữa dữ dằn luôn, cái dàn đít dàn dai của nó hết biết luôn. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó, nói chung thiệt ưng mình không mua ha. Thì trước khi hình em cũng thương lượng xét giá bà con mình hết rồi. Nhưng con mẹ này em nó cái dạng ngang của nó hết nó nổi luôn, thùng dạo tướng tá mặt mày này của chú chị.
Đây. Nè, cô chú chỉ coi cái dàn ngang của nó nè. Đó, em nói cái dàn ngang khỏi nấu luôn lông như lấy mỡ tha luôn. Tướng ta cắt mình con nè. Con thì nó nở dài nở thì khỏi nói luôn. Con mẹ cái dàn ngang nè, cô chú chị. Đây, cái dàn ngang của nó nè. Đó. Em nói còn hơn cái thùng phi nữa, vú nè. Đây, con đực nè. Mặt mày nè, lưng nè. Đó, thì nói chung thì về mình nuôi con đực ít tháng nữa, con đực này bảo đảm là từ nữa nó không nằm không dưới 20 triệu nè cô chú chị. Con đực này nè. Nếu mình nuôi tháng đấy con đực này nằm không dưới 20 triệu nè. Đó, mới con tháng tuổi mình đã bắt sửa chân móng mà tướng tá cấp mình. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó, nói chung thiệt ưng mình đã mua ha. Thì trước kia hình em cũng thương lượng sát trái cho bà con mình hết rồi. Đó, con mẹ này em nó kêu nó dòng siêu thì nhầm con nó không cao hung của chú chị, nhưng mình được cái dàn thùng của nó dữ dằn lắm. Đó, từ tướng tá cấp mình dàn thùng nó thì hết biết rồi. Đó thì em kinh sang nuôi bồ Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bồ vô béo bồ sinh sản vô 2 khung giờ có ưng thì điện cho em ha. Đó thì hình ảnh và giá cả của bộ mấy con này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình xong, để bây giờ tiếp tục cái video rau má ngày hôm nay.